Ừ, con nó dính rồi. Xin chào các bạn nha. Tối hôm nay thì mình với Mr. Chút đi so ba kia nha các bạn. Cái nào thử? Vừa mới bước ra nhà là được một con rồi nha các bạn. Ủa gãy càng hay vậy? Ủa sao gì vậy? Con này bữa giờ là thấy nó nhiều dữ lắm rồi, thấy nhiều lần lắm rồi, hôm nay mới bắt nó được. Chứ nữa hay vậy? Đù đã ta. Còn ăn cái thì chút tiền gọn riêng. Gọn thấy nó chép chứ. Ồ, hai con nằm sát bên luôn. Để cái lá mắm này để vô đừng cho nó kẹp nhau các bạn. Kẹp nhau hồi gãy càng ấy nghe chết hết. Tôi thấy đâu? Cái đường cái thái này đâu mắt lên mỏi đổ cái đầu cái đèn này không quen hồi với con cua rồi cua rồi chạy ôi anh cua nó bự bắt luôn chút ơi. Kìa bự lắm, một càng cua bò ra cống bự lắm nha các bạn, một càng cái gì vậy? Đây đến xuồng kìa. Chú lại cho chụp dính cá thà lòi đó con, mấy cái này chú hay đó. Kìa đây nè, chụp luôn. Chị chụp cá thà lòi này thử đấy. Bắt cá thà lòi luôn nha bạn. Ồ, dính luôn. Mày hay quá. Ồ, đang cá thà lòi nữa các bạn ơi. Được hai cái thà lòi đó. Gì vậy? Gì vậy? Bắt gì ăn? Đó, ăn trời. Không ăn mà mở tủ nháy ra thôi.
ăn đâu không à. Làm ta chân sình đất không. Kia vậy? Cũng bộ được. Ê, gọi 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 chạy chạy chạy. Bắt lên ba cái lắc này. Cho rõ quá. Ủa mất chị ấy gì chụp giùm rác ra lỗi đây. Kìa đấy hả? Càng mà cũng bộ luôn nha các bạn. Này chắc mai ăn muối ăn quá. Dược hụt. Chết con dược rồng á. Gì? Rồng luôn không? Gì vậy? Mới lớn mà, đang lớn mà. Quay khí nó bỏ người luôn nè. Bu từ cây này ra nè. Lên là gì lấy ra bớt đi. Chút về khai. Mày như đi được thì chút rồi. Nghỉ đi. Nhiều quá ăn cũng đâu hết đâu, bỏ cũng. Nghỉ đi. Vừa đủ ăn. Nghỉ đi. Thôi nghỉ vô các bạn ơi. Nhiều đây cũng đủ ăn rồi. Mình xô nhiều quá, mình xô nhiều quá, mình ăn không hết, mình bỏ uống không vậy à. Nước lên gần ngập cầu rồi. Hai chào các bạn nha. Hồi tối mình với Mr. Chuốt có đi xô mớ ba kia nè các bạn. Cửa tắt. Ừ lắc mẹ nó. Xé đèn. Xìm con. Hình như con chết rồi.
Rồi, được rồi. Được rồi. Ăn nó gớt xuống này. Hả? Đâu rồi gọi. Sạch chưa? Sạch rồi đúng không? Hình như có con chết rồi đúng không? Ồ, có con này bự quá trời luôn. Để bắt con bự. Được phải cái cạn. Ồ, con này các bạn là khí cái nè, cho các bạn coi trứng của nó nè. Ngồi này là cho ngồi trứng luôn á. Ừ. Con này cũng trứng rồi các bạn, nhiều ba cái trứng luôn các bạn. Quá trời trứng luôn. Ồ, con này sống lại nè. Ừ, hầu như là ba cái cá nhiều. Đây, ở đây có một con rệm nè các bạn. Nãy mình có chừa lại hình như 5 con. Chừa lại 5 con để chút mình nướng, 5 con ba khía. À, một mớ này thì mình hôm nay còn mớ còn 5. Ý da, đây con này sống rồi. Thôi. Đây là đĩa ba khía mà mình đã làm sạch rồi nè nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ ba khía vô mình chiên nha các bạn. Đây cái nồi chảo ở đây mình đã bắt sẵn ở đây nè các bạn. Đây mình bỏ ba khía vô mình chiên nha. Chiên để mình rồi bỏ vô. Rồi hết luôn rồi. Mình rang me thì mình phải chiên sơ qua để cho con ba khía nó giòn nha các bạn.
chưa gì đã có mùi thơm rồi các bạn ơi. Thơm quá các bạn. Ui da. Bây giờ mình chiên thì mình thấy cái miếng ba khía nào mà mình cảm thấy được thì mình lấy nó ra nha các bạn. Giống như miếng này bây giờ mình cảm thấy nó được rồi nè. Nó ok, nó đặc chuẩn rồi nè. Thì mình đem ra các bạn coi là nó quý vàng ươm không. Ồ, trời chỉ mưa rồi, là mưa hay gì ta? Xui gì ta? Trời này làm ngoài trời mà mưa là mệt lắm à. Lấy hết luôn các bạn. Đây là đĩa ba khía mà mình sau khi mình chiên giòn mình để ở đây nè các bạn. Thì bây giờ mình tiếp theo mình để cho cái nước sốt này vô ha, nước sốt me. Nước sốt me này mình làm sẵn nè mà, nước sốt me này bao gồm là đường, nước muối, nước bột ngọt, cái me. Nhưng mà mấy cái miếng gạch của cua nè, bây giờ mình để vô đây nha. Mình bỏ cho nó vô vào chảo nha các bạn. Nè, cho nước sốt me vào chảo. Này gió quá, không biết nước, lửa nó có sôi nổi không biết. Rồi mình đợi cho nó cái
chảo nước sốt này nó sôi lên thì mình sẽ để ba kía vô nha các bạn. Hồi nãy đang làm ngoài trời mưa quá, đem vô nhà gan me lại các bạn ơi. Đang làm ngoài trời mưa gió đó, ì đùng luôn. Sắp chín nè. Ngày nào mình để cho nó sắc nước rồi mình đem xuống nữa mà. Vậy nào cái này khi nào mà chín mình nhát xuống nha các bạn.